Mời quý vị tiếp tục điểm qua những thông tin đáng chú ý trong ngày mới thông qua các trang báo. Trước hết là thông tin trên báo Thanh Niên liên quan đến vấn đề y tế. Tăng huyết áp là một bệnh mãn tính phổ biến nhất trên thế giới. Bệnh không chỉ ảnh hưởng lớn đến gánh nặng bệnh lý tim mạch mà còn là gánh nặng bệnh tật cho người dân. Theo các chuyên gia y tế, tỷ lệ người bị tăng huyết áp trong cộng đồng ngày càng gia tăng và hiện đang ở mức rất cao. Các biến chứng của tăng huyết áp thường rất nặng nề như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy thận, mù lòa. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quang cho biết, theo các nghiên cứu đánh giá trên bệnh nhân tăng huyết áp của Việt Nam, nếu những năm 1970 kiểm soát tốt cân nặng là kiểm soát tốt huyết áp, đến nay chỉ kiểm soát cân nặng thì vẫn chưa kiểm soát huyết áp hiệu quả. Do đó, kiểm soát bệnh tim mạch cần xem xét các yếu tố mới nổi trong cộng đồng. Thời gian qua, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm vẫn bộc lộ một số tồn tại hạn chế cần có hướng khắc phục sớm để nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn thực phẩm, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Bài viết trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm còn chưa thống nhất đồng bộ, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý chưa đạt hiệu quả cao. Hiện nay, thông tin công khai về thực phẩm vi phạm chất lượng ngoại trừ website của Cục An toàn Thực phẩm thì rất ít cơ quan khác có thông tin, dù có 3 ngành cùng tham gia quản lý. Thực tế này đòi hỏi phải xây dựng được một cơ quan quản lý thống nhất về an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các ngành trong đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm cho gần 100 triệu dân. Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, được kỳ vọng sẽ tạo cú hích huy động vốn từ khu vực tư nhân vào các dự án hạ tầng, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, hiện có rất ít dự án PPP được chấp thuận đầu tư. Nội dung thông tin đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Nhiều chuyên gia kinh tế đã chỉ ra những vấn đề ảnh hưởng đến sức sống của luật PPP trong thời gian qua. Thứ nhất, có sự bất bình đẳng trong thực hiện hợp đồng PPP giữa nhà nước và doanh nghiệp chủ đầu tư. Thứ hai, chưa khẳng định rõ được một vấn đề mà các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án rất quan tâm hiện nay. Đó là công trình dự án do họ làm ra có thuộc sở hữu của họ hay không, và nếu không thì họ có những quyền gì đối với tài sản này. Đôi bên cùng có lợi là nguyên tắc mà đôi bên phải tôn trọng để hợp tác thành công lâu dài. Những bất cập của luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã được chỉ ra và hệ quả của nó đã thấy rõ trong thực tế. Vì thế không chỉ có lý do gì để chậm trễ sửa đổi những bất cập này, khơi dòng lại cho nguồn vốn xã hội hóa đi vào sản xuất kinh doanh, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phục vụ sự phát triển của đất nước. Thưa quý vị, khách nước ngoài đến Việt Nam, tiền không thiếu, mỗi tội không biết tiêu gì. Đây là nội dung được đề cập đến trong bài viết được đăng tải trên báo điện tử vnexpress.net. Theo Hội đồng Tư vấn Du lịch, trung bình một khách chi tiêu tại Việt Nam là 1.200 đô la Mỹ với thời gian ở trung bình hơn 9 ngày mỗi người. Tại Thái Lan, khách chi tiêu cao gấp đôi, đạt 2.400 đến 2.500 đô la Mỹ với thời gian lưu trú tương đương. Đại diện một số công ty du lịch cho rằng khách quốc tế không chi cho hoạt động vui chơi tại Việt Nam không phải không muốn, mà có lẽ vì nước ta chưa có nhiều điểm giải trí thú vị.